Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chính phủ Trung Quốc cấm nhân viên sử dụng iPhone. Báo VOA ngày 6 tháng 9 cho biết Trung Quốc đã ra lệnh cho các quan chức thuộc các cơ quan chính phủ trung ương không sử dụng điện thoại iPhone của Apple và các thiết bị của các thương hiệu nước ngoài khác trong công việc hoặc đem vào văn phòng. Hình ảnh VOA đưa tin. Lý do mà chính phủ Trung Quốc đưa ra bắt nguồn từ lo ngại về an ninh mạng. Trong những tuần gần đây, các viên chức nhân viên cơ quan nhà nước đã được cấp trên chỉ đạo về việc này trong nhóm trao đổi hoặc các cuộc họp tại cơ quan, bản tin đưa, và cho biết thêm rằng không rõ lệnh cấm này có phạm vi rộng đến mức nào. Apple đã đạt được thành công đáng kể trên thị trường smartphone ở Trung Quốc khi đối thủ cạnh tranh Huawei không thể theo kịp sau khi bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt 5G của Mỹ. Tuy nhiên, vị thế vững chắc của Apple tại Trung Quốc giờ đây có thể bị đe dọa sau lệnh cấm mới, vốn có thể làm dấy lên suy đoán về hoạt động gián điệp hoặc can thiệp của công ty. Mặt khác, vào tháng 7, Apple đã công bố cửa hàng trực tuyến trên WeChat, ứng dụng nhắn tin phổ biến của Trung Quốc. Chương trình này cho phép người dùng, ứng dụng, mua đầy đủ các sản phẩm của Apple. Lệnh cấm này được đưa ra trước thềm sự kiện của Apple vào tuần tới mà các nhà phân tích tin rằng hãng này sẽ tung ra dòng iPhone mới và có thể gây ra lo ngại cho các công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc trong lúc đang căng thẳng Mỹ-Trung leo thang. Trong hơn một thập kỷ, Trung Quốc đã tìm cách giảm sự phụ thuộc của công nghệ nước ngoài, yêu cầu các công ty nhà nước như ngân hàng chuyển sang các phần mềm trong nước và thúc đẩy sản xuất chip bán dẫn trong nước. Bắc Kinh đã đẩy mạnh chiến dịch này vào năm 2020 khi các lãnh đạo của họ đề xuất cái gọi là mô hình tăng trưởng lưu thông kép để giảm sự phụ thuộc vào thị trường và công nghệ nước ngoài, trong khi lo ngại về bảo mật dữ liệu ngày càng tăng. Hồi tháng 5, Trung Quốc đã kêu gọi các doanh nghiệp nhà nước lớn đóng vai trò then chốt trong nỗ lực đạt được tự chủ công nghệ, đẩy cuộc đua tranh ngày càng rủi ro trong bối cảnh rạn nứt với Mỹ. Căng thẳng Trung-Mỹ dâng cao khi Washington hợp tác với các nước đồng minh để ngăn Trung Quốc tiếp cận các thiết bị quan trọng cần để giữ cho ngành công nghiệp chip của họ cạnh tranh, và Bắc Kinh hạn chế nhập hàng từ các công ty hàng đầu của Mỹ, bao gồm hãng máy bay Boeing và hãng chip Micron Technology, hình ảnh Apple tại Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên các sản phẩm mang thương hiệu nước ngoài bị cấm ở Trung Quốc. Vào năm 2014, các sản phẩm của Apple đã bị cấm ở một số tòa nhà chính phủ do lo ngại về an ninh. Cùng năm đó, Windows 8 cũng bị cấm sử dụng trên PC của chính phủ. Gần đây, Microsoft báo cáo tin tặc Trung Quốc đã truy cập vào tài khoản email của chính phủ ở Mỹ và ở châu Âu, đồng thời cáo buộc các tin tặc này có sự hậu thuẫn của chính phủ Trung Quốc. Một số nhà phân tích hôm 6 tháng 9 nói rằng động thái này cho thấy Bắc Kinh không sẵn sàng bỏ qua bất kỳ công ty Mỹ nào trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc của họ vào công nghệ Mỹ. Ngay cả Apple cũng không được miễn trừ ở Trung Quốc, nơi họ thuê hàng trăm ngàn, nếu không muốn nói là hơn 1 triệu lao động, để lắp ráp các sản phẩm thông qua mối quan hệ với Foxconn. Nhà phân tích Tom Ford của D.A. Davidson cho biết, điều này sẽ khích lệ các công ty đa dạng hóa chuỗi cung ứng và khách hàng để ít phụ thuộc hơn vào Trung Quốc trong trường hợp căng thẳng tồi tệ hơn. Trung Quốc cũng là một thị trường lớn của Apple, đem tới gần 1/5 doanh thu cho hãng. Tuy nhiên, lệnh cấm này không ảnh hưởng ngay lập tức đến doanh thu của hãng nếu tính đến tính đại trà của iPhone ở Trung Quốc. Nhà phân tích Angelo Gino của hãng CFRA Research nhận định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Chính phủ Trung Quốc cấm nhân viên sử dụng iPhone. VFS biến động khó lường, CEO VinFast vẫn tin vào tiềm năng của công ty. Theo thông tin từ VOA ngày 5 tháng 9, bất chấp những lo ngại của thị trường, CEO VinFast toàn cầu Lê Thị Thu Thủy đã bày tỏ niềm tin vào tiềm năng của công ty, đặc biệt là khi xem xét hệ sinh thái xe điện đang mở rộng nhanh chóng ở Đông Nam Á. Hình ảnh VOA đưa tin. Hãng xe ô tô khởi nghiệp của Việt Nam bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ hôm 15 tháng 8 khi được niêm yết thông qua một công ty sát khống, vốn được lập ra để huy động vốn trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng IPO. VinFast sáp nhập với Blackspace Acquisition và được định giá là 23 tỷ USD. Cổ phiếu của hãng xe điện VinFast VFS tiếp tục ngày một thăng trầm và đóng cửa giảm 11,41% xuống mức 26,13 đô la một cổ phiếu hôm 6 tháng 9. Giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng giảm khoảng 0,1 tỷ USD,
còn 5,9 tỷ USD, đưa ông xuống vị trí thứ 454 toàn cầu. Bạn có thể thấy sau khi niêm yết giá cổ phiếu của chúng tôi diễn biến như thế nào, và tôi nghĩ rằng rất nhiều người đã ngạc nhiên. Bà Thủy được Nikki trích lời nói tại một cuộc thảo luận của Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư Kinh doanh ASEAN tại thủ đô Jakarta của Indonesia hôm 5 tháng 9. Sự kiện này diễn ra trước cuộc họp thượng đỉnh của các lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các nước đối tác vào cuối tuần này. Nhưng chúng tôi không ngạc nhiên vì chúng tôi tin vào tiềm năng của công ty, một công ty công nghệ trong khu vực này của thế giới, bà Thủy nói thêm, theo Nikki. Theo thống kê của Reuters, cổ phiếu được chào bán ra công chúng của VinFast đã tăng hoặc giảm 14% trong 11 trên 12 phiên giao dịch vừa qua. Sự trồi sụt nhanh chóng trong giá trị cổ phiếu của VinFast đã đặt ra những câu hỏi về giá trị thực của nó. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhỏ, tự do chuyển nhượng chỉ hơn 7 triệu cổ phiếu là một yếu tố quan trọng đằng sau sự biến động mạnh mẽ của VFS. Chuyên gia tài chính ngân hàng người Mỹ gốc Việt Nguyễn Trí Hiếu, người có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đã đưa ra nhận định với VOA về hiện tượng cổ phiếu của VinFast với mã giao dịch VFS tăng giá vùng vụt, cần một vài tháng thậm chí là cả năm để định giá trị thực của cổ phiếu. Tạp chí Forbes sau đó cũng đã đưa ông Vượng ra khỏi danh sách 500 tỷ phú giàu nhất thế giới. Hình ảnh CEO Lê Thị Thu Thủy. Tuy nhiên, bà Thủy cho biết VinFast đã chứng minh điều mà nhiều người cho là không thể kể từ khi bắt đầu nghiên cứu sản xuất xe điện cách đây 6 năm, đồng thời cho biết công ty đã tung ra 7 mẫu xe tại Việt Nam, theo Nikki. Ô tô rất phức tạp, rất công phu, chúng tôi sẽ không thể bao giờ làm được. Bà Thủy nói khi lặp lại nhận xét của những người hoài nghi về khả năng của VinFast, một công ty con của tập đoàn Vingroup, nhưng chúng tôi đã làm được. VinFast cho biết họ đã giao 11.300 xe điện trong nửa đầu năm nay, chủ yếu là ở Việt Nam. Công ty này đã vận chuyển 999 chiếc ô tô điện tới Mỹ cho các khách hàng ở đây, nhưng toàn bộ số xe này đã bị thu hồi vào tháng 5 vừa qua do lỗi màn hình. Ngoài việc doanh nghiệp Việt Nam hiếm hoi niêm yết tại Mỹ, VinFast còn là nhà sản xuất duy nhất của Việt Nam xuất khẩu ô tô ra thị trường thế giới. Theo bà Thủy, hệ sinh thái xe điện đang phát triển ở Đông Nam Á sẽ hỗ trợ cho sự tăng trưởng của VinFast. Bà Thủy cho rằng sự giàu có về Nikken của Indonesia, một thành phần quan trọng trong pin của xe điện, và những khát vọng của ngành công nghiệp pin ở nước này đã khiến cho bà lạc quan. Bà cũng đề cập đến các dự án liên quan đến xe điện ở Malaysia và Thái Lan. Từ góc độ chuỗi cung ứng, bà tin rằng VinFast có thể nhập hầu hết các linh kiện ở ASEAN. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn có thể sản xuất xe điện trong khu vực ASEAN và xuất khẩu từ đây sang phần còn lại của thế giới, bà Thủy khẳng định. VinFast hiện còn có mức định giá 60,26 tỷ USD, giảm đáng kể so với mức định giá 213 tỷ USD từng lập được khi VFS đạt giá 93 đô la một cổ phiếu. Tuy nhiên, theo trang CompaniesMarketCap.com, công ty vẫn là nhà sản xuất xe điện giá trị thứ hai thế giới chỉ sau Tesla của tỷ phú Elon Musk. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin VFS biến động khó lường, CEO VinFast vẫn tin vào tiềm năng của công ty. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.